thưa các anh em phóng viên và chúng tôi Phan Quang Hùng, phóng viên trưởng của đội tuyển BKMX Bình Dương. Thì như vậy là chúng ta đã xong cái trận đấu, thì bây giờ sẽ tiến hành phát báo sự trận đấu. Thì xin mời các phóng viên chúng ta được câu hỏi ngắn gọn. Đầu tiên là một người đang vào ngày hôm nay chứ. Về cái thái độ thi đấu này rất là tích cực. Là trận đấu ở dưới bước vào giai đoạn của các đội đều tâm trạng của cái điều của các cả Bình Dương thì mà về cái Bình Dương thì thực ra số cầu thủ mà trẻ họ đang bị cái áp lực khán giả nên từ đầu tôi đã thấy một điều là với không khí khán giả như thế thì là mình cũng rất là tình dưỡng các bạn cả những cầu thủ tham dự và thực sự là đó là một cái bóng đá đây thì rõ ràng là những điều mà tôi cần phải có một ở đây là cái tự thân những cái khả năng của mình và bên tiếng nói khán giả cũng là tiếng nói rất là giờ đây đến lúc mà học cái giấc là bóng luôn thì lúc thì khi mà mình hát này về khán giả rất là nhiệt huyết rất là cổ vũ rất là nhiệt tình ở đây là bên Bình Dương họ cũng nghĩ là cái tỷ số một ngoài thì đúng là khả năng của mình đó ngoài là trên sân đã tiếp tục đá rất nhiệt cá nhân mình đánh thế nào về những cái tình huống bỏ lỡ cơ hội của Tiến Linh trong hai trận đấu? Tiếp qua thì có một cái gì thôi thì có cho người khác thì sẽ đánh tài qua anh.